Máy làm mát không khí xuất xứ Thái Lan của thương hiệu Gunson xua tan không khí nóng bức, hạ nhiệt độ phòng xuống khoảng 6 đến 10 độ C, tạo ra gió mát lạnh và đều giúp điều hòa không khí khắp phòng một cách nhanh chóng, an toàn với trẻ em và giá thành hợp lý, công nghệ mới cho không gian sống hiện đại. Và bên cạnh đó thì với máy làm mát không khí xuất xứ từ Thái Lan đến từ thương hiệu quen thuộc Gunson sẽ giúp tạo các ion âm có tác dụng như là những thỏi nam châm, từ đó hút khói bụi, nấm mốc và vi khuẩn quý vị nha, giúp giảm thiểu mầm bệnh và từ đó bảo vệ sức khỏe cho cả người lớn tuổi và trẻ nhỏ trong nhà mình, tăng cường độ ẩm và hạn chế làm khô làn da nữa. Với dung tích bình nước lên đến 5 lít, tản gió đều 4 hướng, bảng điều khiển hiển thị thông tin chi tiết, kiểm soát các chức năng gió một cách dễ dàng, remote điều khiển từ xa tiện dụng và có bánh xe để dễ dàng di chuyển ở khắp không gian sống khác nhau, bảo hành motor 5 năm và bảo hành thiết bị 2 năm chính hãng. Hè sảng khoái quà mê ly, hãy làm mát ngay không khí với dòng sản phẩm máy làm mát không khí xuất xứ từ Thái Lan của thương hiệu Gunson quý vị nha. Dòng sản phẩm với mức giá ưu đãi cho quý vị chỉ là 2.990.000 đồng mà thôi, xuất xứ từ Thái Lan quý vị nha. Và đây chính là bộ quà tặng hấp dẫn, một bếp ga đôi hồng ngoại thêm 2 viên đá gel làm lạnh quý vị ạ. Ngoài ra còn được nhận tặng thêm 12 viên tẩy và khử mùi toilet nữa quý vị nha. Gunson, thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017. Đừng quên mang về dòng sản phẩm quà tặng được bảo hành 12 tháng cũng đến từ thương hiệu Gunson, đó là bếp ga đôi hồng ngoại, thiết kế nguyên khối chắc chắn, sử dụng công nghệ đánh lửa Manetto, mặt bếp lớn bằng kính cường lực 7mm, đầu đốt hồng ngoại bằng ceramic cao cấp để dễ dàng nấu ăn. Hãy nhanh tay sở hữu quý vị nha. Thưa quý vị, chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được rằng là nếu như mà khi mình đi làm trở về nhà đó anh Trí, mà môi trường ở trong nhà của mình, nhất là không khí mà nóng bức và rất là khó chịu luôn, nhất là vào mùa hè như thế này nè, nhiệt độ đôi khi lên đến là từ 35 đến 37 độ C quý vị nha. Những lúc như vậy đó thì thường quý vị sẽ thường hay lựa chọn những dòng sản phẩm như là máy điều hòa nè, nhưng mà trong thời gian gần đây thì những chiếc máy làm mát không khí dễ dàng sử dụng, có tính linh động cao mà lại còn tiết kiệm về mặt chi phí, về mặt điện năng nữa, là sự lựa chọn của rất nhiều gia đình luôn. Và bây giờ quý vị hãy cùng cảm nhận nha, không khí mát mẻ hơn, không khí trong lành hơn với máy làm mát không khí xuất xứ Thái Lan đến từ thương hiệu quen thuộc là thương hiệu Gunson. Mình vừa dễ dàng điều chỉnh nè, và từ đó thì mình có thể làm giảm ngay cái phần nhiệt độ trong phòng xuống, và cả việc tạo ion âm nữa anh Trí ơi, giúp cho cái việc là nó sẽ hút đi những cái loại nấm mốc, vi khuẩn và cả khói bụi nữa, cho nên nó mang lại bầu không khí trong lành hơn, mát mẻ hơn và dễ chịu hơn, di chuyển được nha, từ trong phòng khách nè đến cả phòng bếp khi các bà các mẹ của chúng ta đang nấu ăn, đến cả phòng ngủ của nhà mình để mang đến một giấc ngủ trọn vẹn hơn dành đến cho mỗi thành viên trong gia đình của mình nữa, chứ không phải là như trước đây đó anh Trí, người lớn tuổi thì đã khó ngủ rồi mà đôi khi nóng lực như vậy thì mình lại càng thấy khó chịu hơn nữa. Do đó thì việc mà chúng ta sở hữu ngay một chiếc máy làm mát không khí là điều cực kỳ cần thiết luôn. Cực kỳ cần thiết, và áp dụng mức giá ưu đãi trong thời gian phát sóng chương trình này, thay vì mức giá nhà cung cấp là 4.990.000 đồng, bây giờ chỉ còn 3.290.000 đồng mà thôi, đã có ngay một chiếc máy làm mát không khí xuất xứ Thái Lan của thương hiệu Gunson, và có thêm quà tặng cũng đến từ thương hiệu Gunson, và quà tặng cũng được bảo hành trong vòng 12 tháng, đó chính là một chiếc bếp ga đôi hồng ngoại Gunson quý vị nha. Đây là dòng sản phẩm đã bán rất chạy trên kênh mua sắm VTV Việt Nam Shopping, nhưng hôm nay sẽ là quà tặng đi kèm, để từ đó không gian bếp sẽ đầy đủ tiện nghi những dụng cụ để nấu nướng, và đặc biệt là khi nấu ăn, nếu như cảm thấy nóng bức hãy sử dụng ngay sản phẩm chính quý vị nha. Máy làm mát không khí xuất xứ Thái Lan của thương hiệu Gunson, bảo hành 12 tháng, mức giá ưu đãi 3.290.000 đồng, quà tặng 2 viên đá gel để làm mát hơn và một bếp ga đôi hồng ngoại. Hãy để lại địa chỉ giao hàng bằng cách gọi điện vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn. Chúng tôi giao hàng miễn phí trên toàn quốc. Thưa quý vị, thoạt nhìn qua khi mà chúng tôi chưa chia sẻ thông tin đầu tiên á, thì quý vị có thể nghĩ rằng là đây có thể là sản phẩm chính của chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Một chiếc bếp ga đôi hồng ngoại đến từ thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017 là thương hiệu Gunson quý vị nhá. Nhưng mà thật sự thì không phải như vậy quý vị ơi. Đây chính là quà tặng giá trị và chất lượng chỉ áp dụng trong chương trình này cho quý vị nè, khi mà chúng ta sở hữu ngay chiếc máy làm mát không khí đến từ thương hiệu Gunson. Và bây giờ thì anh Trí trước khi nói về sản phẩm chính đi ha, mình hãy cùng sẵn sàng tiếp tục làm khó sản phẩm quà tặng của chúng ta cái đã. Đây là chiếc bếp ga đã được khởi động quý vị nha. Đầu đốt hồng ngoại bằng ceramic đã giúp cho cái ngọn lửa được duy trì và tập trung ở giữa nè. Nhưng bên cạnh đó, khi mà chúng ta bắt đầu cảm thấy hơi nóng lực, hoặc đúng là rồi, chúng ta nấu ăn mà lỡ nước nó có trào ra đó quý vị, thì nó có làm tắt ngọn lửa trên bếp của mình hay không? Đây quý vị và anh Trí nhìn kỹ giùm Trinh nha. Đó, wow, vẫn không hề gì hết anh Trí nha. Như quý vị và các bạn có thể quan sát, đây là dòng sản phẩm quà tặng, tuy nhiên cũng được bảo hành trong vòng 12 tháng và đến từ thương hiệu Gunson quý vị và các bạn.
bạn nha. Không sợ gió, không sợ nước tràn làm tắt đi ngọn lửa, và chúng ta có thể là thực hiện những cái món nướng trực tiếp. Và bên cạnh những cái món khô nướng chẳng hạn, thì ở bên kia Minh Thi cũng đang chuẩn bị ngay một cái nồi thủy tinh nè, và cố tình đang để lửa rất là lớn luôn, và nước nó đang sôi rất là nhiều Tú Trinh nè. Và cái việc này rất là quen thuộc hàng ngày, khi mà chúng ta vào bếp á, đôi khi mình quên nè, mình làm nhiều công việc nhà khác và quay trở lại thì nước có thể tràn xuống ngọn lửa. Tuy nhiên với cái ngọn lửa bằng gốm ceramic như thế này vẫn bồi lấp và có thể là giữ được cái lượng nhiệt ổn định hơn. Hơn thế nữa, nấu ăn bằng bếp ga đôi hồng ngoại Golden thì hạn chế đen đi đáy nồi chảo và dễ dàng vệ sinh chùi rửa, cùng với hệ thống đánh lửa Manetto quý vị và các bạn nha, dễ dàng bật mở đi ngọn lửa như thế này đây, và đó, điều chỉnh nhiệt độ cũng như là điều chỉnh ngọn lửa lớn nhỏ tùy theo cái món ăn mà gia đình của mình đang chế biến. Từ đó thì công việc nấu ăn sẽ rút ngắn hơn. Nhưng mà cho dù là ngắn hay dài thì mình nấu ăn lúc nào cũng cảm thấy là nóng nực nè, khó chịu nè. Nhưng mà bởi vì sao, hôm nay không cần phải lo lắng nữa quý vị và các bạn nha. Ví dụ như là mình nướng khét luôn cái phần khô này nè, bây giờ khói nè, rồi cái mùi khét nó khó chịu trong không gian bếp thì ám vào quần áo của mình nè, Tú Trinh ha. Thì chúng ta đang cần có một dòng sản phẩm có thể là lọc được không khí nè, lọc được những cái mùi thức ăn khó chịu khi mình chế biến. Thì hôm nay sẽ là lý do vì sao mà chúng tôi đang thực hiện những cái món ăn cố tình làm khét luôn. Nhưng mà mình cũng không có nghe mùi nhiều, bởi vì những cái máy làm mát không khí như thế này quý vị có hình dung được là vẫn đang khởi động để có thể là làm mát cái không khí của phim trường, cũng như là lọc đi những cái mùi không khí này luôn, Tú Trinh ha. Bây giờ là khét lắm rồi đó, chắc chắn là mình không có thể thưởng thức được rồi. Và khi mà chúng ta thấy rằng nấu ăn mà nó nóng như vậy đó quý vị, nó có mùi khét thực phẩm nè, rồi nó có thêm khói nhiều nữa. Bây giờ quý vị làm sao đây, nếu như mà chúng ta làm mát cái không khí của không gian bếp của chúng ta ngay bây giờ quý vị nha. Đây là sản phẩm quà tặng, nhưng mà sản phẩm quà tặng này còn đi kèm với sản phẩm chính của chúng ta cũng chất lượng không kém luôn. Đó chính là chiếc máy làm mát không khí đến từ thương hiệu Johnson, xuất xứ từ Thái Lan quý vị nha. Và anh Trí ơi, hãy giúp cho Trinh và cả quý vị khán giả nữa sẽ cảm nhận được không khí mát mẻ và dễ chịu hơn rất là nhiều quý vị nha. Như quý vị và các bạn có thể quan sát, Minh Trí đang ngồi cạnh dòng sản phẩm chính ngày hôm nay chúng tôi đang mang lại cho quý vị và các bạn, được nhà sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan quý vị và các bạn nha. Đôi khi gia đình của mình đi Thái Lan á, Trinh vẫn rất là thích những cái dòng sản phẩm rất điện gia luôn, dụng hay nè, hay là tìm mua nữa, nhưng mà hôm nay không cần phải đi Thái Lan đúng cả. Vì khi mà quý vị và các bạn ngồi theo dõi chương trình này trên kênh mua sắm VTV Now Shopping, chúng ta đã chọn lựa ngay được một dòng sản phẩm cũng đến từ thương hiệu Golden, đó chính là một chiếc máy làm mát không khí như thế này quý vị và các bạn nha. Có rất là nhiều chế độ gió khác nhau và cái bảng điều khiển á, bây giờ cũng hiển thị bằng tiếng Việt nữa. Cho nên khi mà mình mua làm quà tặng cho ông bà, bố mẹ, những người lớn tuổi thì cũng có thể là dễ dàng thao tác. Và ngoài ra để tiện lợi hơn trong cái việc là điều khiển á, thì đi kèm vẫn có một cái remote để mình có thể là điều khiển từ xa. Và mình chỉ nhận thấy rằng là ở trên remote của chúng ta vẫn hiển thị bằng tiếng Việt, cho nên là từ đó gia đình của mình có thể là chọn lựa ngay những cái chức năng gió, đảo chiều, hẹn giờ, nhiều chế độ và tốc độ gió khác nhau, và có khả năng là ra ion nữa, cho nên mình có thể là lọc được cái không khí ở trong không gian phòng của mình. Ví dụ như là bây giờ Tú Trinh đang nấu ăn ở đằng kia, thì bây giờ mình vẫn có thể là mở chiếc quạt mát như thế này quý vị và các bạn nha, và quay chọn chế nào độ là tạo ra ion nữa, mình rất là mát luôn Tú Trinh ha. Ồ, đúng là rõ ràng. Bây giờ khi mà chúng ta nấu ăn đó quý vị, nước vẫn đang sôi, bếp vẫn hoạt động, mà quý vị thấy rằng là khi có luồng không khí làm mát như thế này thì mình sẽ không có cảm thấy là bị nóng nực, mồ hôi đổ ra, khiến cho các bà, các mẹ của chúng ta khi mà nấu ăn á thì sẽ cảm thấy rất là khó chịu quý vị nha. Đây là sản phẩm quà tặng và lại kết hợp cùng với lại sản phẩm chính của chúng ta nữa, để quý vị có ngay một không gian mát mẻ và dễ chịu khi mà chúng ta nấu ăn mỗi ngày luôn. Và đây là sự kết hợp mà chúng tôi hy vọng rằng là chỉ có áp dụng trong chương trình này, để quý vị thật sự an tâm hơn khi mà chúng ta mua sắm ngay, và nhất là trong thời điểm mà bắt đầu chuyển sang mùa hè rồi quý vị ạ. Nhiệt độ bắt đầu nóng dần lên rất là khó chịu luôn. Mỗi khi mà mình trở về nhà của mình á, điều mà mình cần là gì quý vị? Đó chính là chúng ta có thể làm giảm ngay cái nhiệt độ phòng xuống để mình có thể nghỉ ngơi, mình có thể thư giãn. Vậy thì công dụng của máy làm mát không khí xuất xứ từ Thái Lan đến từ thương hiệu Golden là gì ạ? Đầu tiên quý vị nha, không thể bỏ qua, đó chính là hạ nhiệt độ phòng xuống từ 6 đến 10 độ C. Wow, rất là lý tưởng phải không ạ? Bên cạnh đó là còn tạo ion âm nè, có tác dụng như những thỏi nam châm đó quý vị. Ion âm này nó sẽ hút khói bụi, nấm mốc, vi khuẩn rơi xuống bên dưới luôn, mang đến không khí trong lành hơn cho nhà của mình. Và ngoài ra nó còn giúp làm giảm thiểu mầm bệnh và từ đó bảo vệ sức khỏe cho cả người lớn tuổi và trẻ nhỏ nữa. Rồi bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng quan sát ở đây nha. Khi mà chúng ta có sản phẩm chính ngày hôm nay thì quý vị thấy ban đầu khi mà chúng ta cảm nhận được là trong không khí của nhà mình đó anh Trí ơi, mình đi từ bên ngoài về, đến nhà của mình nè, nào là mùi thức ăn khó chịu, rồi nấm mốc lơ lửng trong không khí, rồi mùi thuốc lá nè, bụi bẩn nè, vi khuẩn và cả khói bụi nữa. Nhưng mà khi đi qua cái tấm màn lọc thứ nhất quý vị nha, thì lúc đó những cái loại như là mùi thức ăn nè, rồi nấm mốc nè, vi khuẩn nè, nó sẽ được những cái ion âm
hút nặng xuống như là thỏi nam châm, và từ đó thì nó sẽ làm cho bầu không khí của mình nó không còn những cái mùi khó chịu này nữa, mà nó chỉ còn là không khí nóng mà chúng ta cảm nhận thôi. Vậy thì ở đây không khí nóng thứ hai thế nào ạ? Không khí nóng sẽ được tiếp tục đi qua thêm một lớp màng lọc đặc biệt nữa quý vị nha. Và lớp màng này của chúng ta sẽ có tác dụng là đi kèm cùng với lại là cái lượng nước mà mình đã cho sẵn vào bên trong của cái khoang chứa của máy làm mát không khí. Với màng lọc cellulo này, nó sẽ làm cho không khí nóng trở thành không khí mát sau khi đi qua bộ lọc cellulo này quý vị nha. Do đó thì thức ăn nè, bụi bẩn nè, vi khuẩn nè, nấm mốc nè sẽ không còn nữa, không khí nóng sẽ được làm mát. Và bây giờ thì mình chỉ còn là một luồng không khí mát thật là dễ chịu khi mà quý vị sở hữu ngay chiếc máy làm mát không khí đến từ thương hiệu Johnson thôi. Và nếu như mà quý vị các bạn đang muốn là làm lạnh hơn nữa, ngoài cái không khí mát ra, chúng ta có thể làm lạnh hơn trong gian phòng gia đình của mình khi mà được tặng kèm theo hai viên đá gel như thế này quý vị các bạn nha, để trong cái hộp đựng nước với dung tích là 5 lít. Và đặc biệt là khi mà mình sở hữu được dòng sản phẩm này thì quý vị các bạn sẽ được bảo hành motor 5 năm và bảo hành thiết bị 2 năm. Như vậy thì chúng ta sẽ rất là an tâm trong những cái thời gian đầu mình sử dụng và mình trải nghiệm ngay dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Johnson và có xuất xứ từ Thái Lan quý vị và các bạn nha, tạo ra được cái luồng gió mát và có chế độ là tản gió đều 4 hướng luôn. Như vậy là ở bất kỳ cái góc phòng nào chúng ta đều cảm nhận được là cái luồng gió đó sẽ đẩy tới, ví dụ như là phòng ngủ nè, phòng khách nè, ban công nè, chúng ta có cái không gian phòng sinh hoạt của chúng ta hạn hẹp thì chúng ta cũng cảm nhận được là những cái luồng gió này rất là mát, với cái chế độ là cánh quạt nó sẽ tự động thổi cái luồng gió mát đó tới góc phòng của mình quý vị và các bạn nha. Chế độ gió đảo chiều luôn. Và đặc biệt hơn là chúng ta có ngay chế độ hẹn giờ nữa. Ban đêm mình ngủ nè, nếu như mà gia đình của mình có ông bà bố mẹ hay trẻ em nhỏ và rất là quan tâm về sức khỏe thì chúng ta có thể là cài đặt cái chế độ hẹn giờ. Từ đó thì chắc chắn là chiếc quạt này sẽ tự động vận hành và cảm thấy rất là an tâm. Đến từ thương hiệu Johnson, và đừng quên là có remote đi kèm nữa quý vị nha. Mình ở bất kỳ nơi xa nào thì mình có thể sử dụng remote để mình có thể là điều khiển được với một chiếc máy làm mát không khí như thế này đến từ thương hiệu Johnson. Và đừng quên là trong chương trình ngày hôm nay chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này thì quý vị các bạn còn có thêm quà tặng cũng đến từ thương hiệu Johnson. Và dòng sản phẩm này thì Minh Trí và Tú Trinh cũng đã bán giới thiệu rất là nhiều rồi và bán rất là chạy, nhưng hôm nay sẽ là quà tặng, đó là một chiếc bếp ga đôi hồng ngoại Johnson quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, nếu như mà chúng ta mua lẻ từng sản phẩm thì quý vị sẽ hình dung xem mức giá nó sẽ cao hơn rất rất là nhiều. Đúng so rồi. Với mức giá chỉ là 3.290.000 đồng mà chúng tôi đem đến cho quý vị, và cực kỳ ưu đãi luôn, chỉ có áp dụng trong đúng chương trình này mà thôi quý vị nha. Sở hữu ngay máy làm mát không khí xuất xứ Thái Lan của thương hiệu Johnson, nhận tặng thêm một chiếc bếp ga đôi hồng ngoại Johnson nữa, chỉ là 3.290.000 đồng. Ngoài ra có thêm 2 viên đá gel làm lạnh quý vị nha. Ngay bây giờ quý vị ơi đừng chần chừ nữa nha, đặt hàng ngay để chúng tôi giao về tận nhà cho mình 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Quý vị các bạn đang muốn tìm kiếm một dòng sản phẩm máy làm mát không khí để có thể làm giảm đi nhiệt độ trong không gian phòng gia đình của mình. Nhà của mình có trẻ em nhỏ nè, cảm thấy nóng bức khó chịu, hoặc là các bạn nhân viên văn phòng sau một ngày làm việc mệt nhọc quay trở về nhà, khói bụi ô nhiễm mà muốn quay trở về nhà với không gian sống tiện nghi hơn, thoải mái, thoáng mát và vô cùng dễ chịu, thì hãy chọn lựa ngay với dòng sản phẩm ngày hôm nay mà chúng tôi đang mang lại và giới thiệu trên kênh mua sắm VTB Andam Shopping. Đó chính là máy làm mát không khí đến từ thương hiệu Johnson, và dòng sản phẩm này có xuất xứ từ Thái Lan quý vị và các bạn nha. Hộp chứa nước dung tích lên đến 5 lít, sử dụng rất là lâu dài và tạo ra dòng âm để từ đó lọc sạch những cái mùi thức ăn là không khí nóng, nấm mốc, bụi bẩn, khói bụi, vi khuẩn, khói thuốc lá và mùi thức ăn để trở thành cái không khí mát lạnh. Và nếu làm lạnh hơn thì đi kèm lại có 2 viên đá gel nữa. Từ đây công việc nội trợ ví dụ như là bếp nút, không gian bếp có cảm thấy nóng nực khó chịu sử dụng ngay. Đây chính là một chiếc remote để mình có thể là điều khiển với chế độ quạt đảo chiều như thế này với nhiều cấp độ gió mạnh nhẹ khác nhau, có chế độ cài đặt hẹn giờ và cũng như có bánh xe để giúp cho quý vị và các bạn dễ dàng di chuyển ở nhiều không gian khác nhau. Bây giờ chuyển sang không gian phòng ngủ chẳng hạn, nếu như mà gia đình của mình không có lắp máy điều hòa, hoặc là một số thành viên trong nhà của mình không thể ngủ với máy điều hòa được bởi vì lý do về sức khỏe, về bệnh hô hấp chẳng hạn, hãy chọn lựa ngay với dòng sản phẩm máy làm mát không khí đến từ thương hiệu Johnson. Chế độ hẹn giờ và bảng điều khiển hiển thị tiếng Việt rất là rõ ràng, cho nên là những người lớn tuổi như là ông bà bố mẹ của chúng ta cũng dễ dàng điều khiển quý vị và các bạn nha. Mức giá hôm nay rất là ưu đãi mà còn có thêm quà tặng hấp dẫn. Đúng rồi thưa quý vị, bên cạnh mức giá ưu đãi là còn có thêm chế độ bảo hành lên đến là 24 tháng quý vị nha cho sản phẩm chính của chúng ta. Ngoài ra đi kèm với sản phẩm chính là chiếc máy làm mát không khí xuất xứ Thái Lan của thương hiệu Johnson, thì ở đây chính là quà tặng rất là giá trị mà mình không nên bỏ qua quý vị ạ. Quý vị cần phải nấu ăn thì mình phải có ngay bếp ga đúng không ạ? Ở đây là bếp ga đôi hồng ngoại quý vị nha.
không sợ gió, không sợ nước làm tắt đi ngọn lửa trên bếp luôn. Tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm lượng ga khi chúng ta nấu ăn hàng ngày nè. Đây là quà tặng mà chúng tôi sẽ tặng kèm cho quý vị nếu như mà chúng ta nắm bắt ngay cơ hội mua sắm chỉ có trong chương trình này mà thôi quý vị nhé. Còn chơi gì nữa hả? Hãy mua sắm cùng với thương hiệu Golden, thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017, giao hàng về tận nhà cho quý vị luôn, 63 tỉnh thành trên cả nước trong khoảng thời gian còn lại. Máy làm mát không khí xuất xứ Thái Lan của thương hiệu Golden xua tan không khí nóng bức, hạ nhiệt độ phòng xuống từ 6 đến 10 độ C, tạo ra gió mát lạnh và đều giúp điều hòa không khí khắp phòng một cách nhanh chóng, an toàn với trẻ em, giá thành hợp lý, công nghệ mới cho không gian sống hiện đại. Sở hữu ngay máy làm mát không khí xuất xứ Thái Lan đến từ thương hiệu Golden ngay bây giờ quý vị ạ. Sản phẩm giúp tạo ion âm có tác dụng như thổi nam châm, vừa hút khói bụi nè, nấm mốc và cả vi khuẩn rơi xuống bên dưới luôn, giúp giảm thiểu mầm bệnh, từ đó bảo vệ sức khỏe cho cả người lớn tuổi và trẻ nhỏ nữa, tăng cường độ ẩm và hạn chế làm khô làn da của chúng ta đó quý vị. Cùng với dung tích bình nước lên đến 5 lít sử dụng lâu dài, tản gió đều 4 hướng, bảng điều khiển hiển thị thông tin chi tiết, kiểm soát các chức năng gió một cách dễ dàng, remote điều khiển từ xa tiện dụng và bánh xe dễ dàng di chuyển tới nhiều không gian sống khác nhau. Bảo hành motor 5 năm, bảo hành thiết bị 2 năm chính hãng. Hè sảng khoái quà Meli với dòng sản phẩm máy làm mát không khí xuất xứ từ Thái Lan. Dòng sản phẩm với mức giá ưu đãi cho quý vị chỉ là 2.990.000 đồng mà thôi. Xuất xứ từ Thái Lan quý vị nha. Và đây chính là bộ quà tặng hấp dẫn: một bếp ga đôi hồng ngoại, thêm 2 viên đá gel làm lạnh quý vị ạ. Ngoài ra còn được nhận tặng thêm 12 viên tẩy và khử mùi toilet nữa quý vị nha. Golden, thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017. Với quà tặng bếp ga đôi hồng ngoại Golden thiết kế nguyên khối chắc chắn, sử dụng công nghệ đánh lửa Manetto, mặt bếp lớn bằng kính cường lực 70mm, đầu đốt hồng ngoại bằng ceramic cao cấp, và dòng sản phẩm quà tặng cũng được bảo hành trong vòng 12 tháng. Và quà tặng của chúng ta là bếp ga đôi hồng ngoại Golden quý vị ạ. Từ nay quý vị nấu ăn không sợ ngọn lửa dư thừa, không có khói làm đen đi phần đáy nồi chảo, không sợ gió, không sợ nước làm tắt bếp của nhà mình nữa nha. Và đặc biệt hơn, không có mùi khí ga độc hại luôn. Tiết kiệm nhiên liệu, an toàn khi sử dụng. Quà tặng rất có hạn, hãy nhanh chóng đặt hàng ngay bây giờ. Hy vọng rằng là một nửa thời lượng phát sóng còn lại, gia đình của chúng ta sẽ quyết định nhanh có ngay một đơn đặt hàng thành công để đem lại một không gian mát mẻ hơn, giảm từ 6 đến 10 độ C lận quý vị nha. Cứ hãy tưởng tượng xem, một ngày làm việc mệt nhọc, trở về nhà khói bụi, kẹt xe, ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường, quay về nhà trong không gian sống gia đình của mình mong muốn là những cái mùi khó chịu, ẩm mốc nè, hay là khói thuốc lá, mùi thức ăn sẽ giảm dần đi và có thể đi qua một cái màn lọc đầu tiên bằng sản phẩm máy lọc không khí như thế này. Đặc biệt là chiếc máy này là có thể là có thể là ra hơi nước nữa quý vị và các bạn nha, để làm mát cái không khí hơn và để sẽ biến thành những cái luồng không khí nóng đó đi qua thêm một lớp màn lọc nữa để trở thành một cái nguồn không khí mát lạnh hơn. Và nếu mình muốn làm lạnh hơn nữa thì dòng sản phẩm chính đi kèm có 2 viên đá gel cho quý vị và các bạn có thể là mình đặt để bên trong cái hộp chứa nước dung tích lên đến 5 lít. Như vậy thì sử dụng rất là lâu dài, đôi khi cả một đêm dài mình sử dụng 8 tiếng đồng hồ chẳng hạn, thì với cái dung tích 5 lít đó cùng với 2 viên đá gel, mình có thể là an tâm ngủ một cái giấc say nè ngon hơn cho cả các bé và cả những người lớn tuổi như là ông bà bố mẹ. Còn cái luồng gió mát nó như thế nào Thu Trinh hả? Cảm giác rất là thích luôn đó anh Trí ơi, và đúng là như anh Trí nói nha, bây giờ Trinh để tay của mình nè và đứng gần luôn bên cạnh chiếc máy làm mát không khí xuất xứ Thái Lan của thương hiệu Golden. Quý vị biết không, nó làm mát không khí nha quý vị, và nó làm cho cái luồng không khí nóng của mình nó trở nên dễ chịu hơn, giảm nhiệt độ phòng từ 6 đến 10 độ C, và rõ ràng là điều đó rất là tốt khi mà chúng ta cần phải thư giãn nghỉ ngơi ngay tại nhà của mình. Và đối với những người nào mà chúng ta có vấn đề về bệnh đường hô hấp đó quý vị, thì mình rất là ngại khi mà chúng ta phải nằm ngủ cả một đêm những chiếc máy điều hòa thông thường phải không ạ? Và đôi khi là mình lại còn lo lắng cái vấn đề là khi mà chúng ta ngủ trong không gian mà nó lạnh quá làm cho khô làn da của mình, thì quý vị bây giờ không còn phải lo về điều đó nữa nha. Đây, với cái luồng hơi mát rất là dễ chịu như thế này nè, kết hợp cùng với lại những cái ion âm nữa, nó sẽ làm cho khói bụi, làm cho những cái mùi nấm mốc vi khuẩn rơi xuống bên dưới như là những cái thỏi nam châm, nó hút chặt xuống quý vị nha. Và lưu lại đây đó chính là một luồng không khí mát dễ chịu hơn. Sản phẩm của chúng ta còn có thêm một chiếc điều khiển từ xa nữa, một chiếc remote như thế này, để quý vị đang ngồi trên ghế sofa nè, chúng ta đang nằm ở trên giường nè, chúng ta đang nấu ăn nè, nóng lực quá đó, mình cứ mở lên thôi, sử dụng điều khiển bằng tiếng Việt hoàn toàn nha quý vị, cho nên rất là an tâm khi mà chúng ta sử dụng luôn. Bảo hành cho cái phần motor là 5 năm quý vị nha, cùng với dung tích của cái phần chứa nước của chúng ta lên đến là 5 lít luôn. Và với khoang chứa nước rộng như thế này nè, quý vị cứ cho thêm quà tặng của chúng tôi là 2 viên đá gel làm lạnh vào bên trong nữa, thì nó sẽ càng giúp làm mát không khí nhanh chóng hơn rất là nhiều lần quý vị ạ.
Và đây là cái phần bánh xe quý vị nha. Bánh xe này đó anh Trí, nó giúp cho sản phẩm của mình nó di chuyển như thế này nè. Đúng đó rồi. 360 độ luôn. Cho nên nó sẽ mang đến một cái sự linh động rất là cao, chứ không phải là chúng ta cứ gắn cố định ở một chỗ quý vị nha. Mà mình muốn đi từ phòng khách nè, sang phòng ngủ nè, phòng bếp, thậm chí mình đẩy ra ngoài cái phần ban công sân vườn của nhà mình, những cái ngày hè oi ả nóng nực mình vẫn có ngay một cái luồng không khí mát và dễ chịu quý vị ạ. Và đây là một cái mức giá để mà chúng ta có thể mua sắm ngay. Bởi vì quý vị cứ nhẩm tính đi ạ, về cái mặt chi phí tiền điện mà chúng ta tiêu thụ mỗi tháng, thì một chiếc máy làm mát không khí nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều về mặt chi phí quý vị nha. Bên cạnh đó là chúng ta không cần phải mua sắm quá nhiều chiếc máy làm mát không khí nữa. Bởi vì sao ạ? Nó linh động, tức là mình chỉ cần đẩy đi từ vị trí này sang vị trí khác mà thôi. Đó, nhẩm ra về mặt chi phí thì mình đã tiết kiệm được rất là nhiều rồi. Mà chưa kể là mua sắm ngay bây giờ thì quý vị đừng quên nhìn qua kế bên cùng với Trinh nha. Quà tặng của mình là gì ạ? Quà tặng rất là cần thiết luôn. Quà tặng cũng đến từ thương hiệu Golson quý vị nha. Một chiếc bếp ga đôi hồng ngoại với đầu đốt bằng ceramic như thế này đây. Không sợ gió, không sợ nước làm tắt đi ngọn lửa trên bếp nè. Có ngay quà tặng này giúp cho mình tự tin hơn khi mình vào bếp nấu ăn. Mà nấu ăn có nóng lực thì không sao cả, cứ di chuyển ngay chiếc máy làm mát không khí Golson. Và chúng ta chỉ cần xoay nhẹ nhàng, mình sẽ có một không gian nấu ăn rất là dễ chịu luôn. Một nơi để chúng ta có thể thư giãn khi mình trở về nhà của mình. Không gian phòng ngủ, không gian phòng khách cũng trở nên thoải mái hơn rất là nhiều quý vị nha. Rồi còn bây giờ hãy quay trở lại với không gian bếp nào quý vị. Chúng ta đã sẵn sàng nấu ăn hay chưa? Và nấu ăn có nóng lực thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng trước đây nữa đâu nha. Có thể nói là mỗi khi mà mình nấu ăn thì mình cảm thấy rất là lo ngại, đặc biệt là thực hiện những cái món nướng như thế này, hoặc là mình chiên xào, mùi thức ăn này, dầu mỡ nó bám vào tóc, bám vào quần áo của mình và không gian bếp sẽ trở nên nóng lực hơn. Nhưng mà hôm nay với dòng sản phẩm quà tặng như thế này, với một chiếc bếp ga đôi hồng ngoại cũng đến từ thương hiệu Golson, và chúng tôi vẫn mở một chiếc máy làm mát không khí cũng đến từ thương hiệu Golson, có khả năng là lọc không khí nè, giữ lại những mùi thức ăn, khói bụi nè, hay là những cái mùi nấm mốc bên trong chính không gian sống gia đình của mình, và từ đó mình mở quạt thoải mái cho không gian bếp ngày hôm nay luôn quý vị và các bạn nha. Một bên thì mình Trí đang thực hiện những cái món nướng cháy bạc, và một bên còn lại mình có thể thực hiện được cái món chiên xào khác nhau, và từ đó cái công việc bếp đốt nó sẽ trở nên rất là tiện lợi và không có còn cảm thấy là bực bội hay khó chịu. Mỗi lần mà mình chế biến đồ ăn ở trong không gian bếp của mình á, thì mình sẽ cảm thấy là tự tin hơn quý vị và các bạn nha. Dòng sản phẩm bếp ga đôi hồng ngoại của thương hiệu Golson với đầu đốt bằng gốm ceramic và nhiều lỗ li ti dễ dàng bồi lấp hơn, và nấu ăn hạn chế đem đi đáy nồi chảo quý vị và các bạn nha. Ngọn lửa đỏ như thế này là ngọn lửa của nhiệt hồng ngoại, hạn chế đem đi đáy nồi chảo, dễ dàng vệ sinh chùi rửa, cùng với mặt bếp bằng kính cường lực với độ dày rất là dày dặn luôn, mình dễ dàng vệ sinh chùi rửa và cũng đến từ thương hiệu Golson. Dòng sản phẩm này đã từng được giới thiệu và luôn được bán rất chạy trên kênh mua sắm VTV Hyundai Home Shopping. Nhưng ngày hôm nay là dòng sản phẩm quà tặng. Nếu như mà quý vị và các bạn gia đình của mình cân nhắc mình đặt hàng nhanh chóng ngay bây giờ thì mình sẽ được ngay quà tặng như thế này quý vị và các bạn nha. Và quà tặng cũng được bảo hành trong vòng 12 tháng, giúp cho không gian bếp gia đình của mình sẽ cảm thấy rất là tiện nghi hơn, đầy đủ những cái dụng cụ nấu ăn, có một chiếc bếp nấu ăn tiện lợi và mở một chiếc quạt mát không khí như thế này đến từ thương hiệu Golson. Không những không gian bếp đâu mà ngay cả phòng khách nữa quý Trinh ha. Đúng rồi anh Trí ơi, bây giờ khi anh Trí đang nấu ăn ở phòng khách nha mà vẫn cảm thấy rất là mát mẻ và dễ chịu. Và bây giờ thật sự đó quý vị, cái không khí thực sự mà ngay tại phim trường của VTV Hyundai Home Shopping đang có lúc này là gì ạ? Ở đây có rất nhiều ánh đèn quý vị nha, đang hoạt động hết công suất luôn, và có cả một cái chiếc bếp ga như thế này nè, cho nên là chúng ta có thể cảm nhận được là cái lượng nhiệt nó sẽ tỏa ra như thế nào. Chưa kể là nhiệt độ bên ngoài trời thì nó cũng dao động từ 32 đến 33 độ quý vị nha. Nhưng mà bây giờ thì quý vị không có cần phải lo lắng như vậy nữa rồi. Mình cứ hình dung đi ạ. Đó, khi chúng ta trở về nhà của mình nè, mình ngồi nghỉ ngơi trên phòng khách, rồi mình sẽ có một không gian mát mẻ và dễ chịu với luồng không khí mát được tỏa ra từ chiếc máy làm mát không khí của thương hiệu Golson quý vị nha. Đây là sản phẩm xuất xứ từ Thái Lan, được bảo hành 2 năm nha quý vị. Cho nên là mình rất an tâm khi mà chúng ta sử dụng ngay từ bây giờ luôn. Và quý vị đừng quên là phải mua sắm liền để mình có ngay quà tặng và đi kèm với mức giá cực kỳ ưu đãi cho nhà mình nữa. Nếu như mức giá chính hãng là 4.990.000 đồng thì bây giờ chỉ còn 3.290.000 đồng mà thôi quý vị và các bạn nha. Để có ngay một chiếc máy làm mát không khí đến từ thương hiệu Golson và dòng sản phẩm xuất xứ từ Thái Lan và được bảo hành 5 năm về motor và 2 năm cho thiết bị, cho nên chúng ta sẽ cảm thấy an tâm hơn. Remote điều khiển từ xa và bảng điều khiển hiển thị bằng tiếng Việt, cũng như là sử dụng trong cái không gian sống và hiệu quả hiệu ứng nó khoảng là 15m2 quý vị nha. Đúng rất rồi. Là đơn giản và dễ dàng di chuyển bằng những cái bánh xe nữa. Hãy nhanh chóng đặt hàng, bởi vì chưa dừng lại thì chúng ta có dòng sản phẩm chính thì còn có thêm quà tặng nữa. Chúng tôi sẽ gửi quà tặng kèm cho cô các bạn một chiếc bếp ga đôi hồng ngoại cũng đến từ thương hiệu Golson và được bảo hành trong vòng 12 tháng qua số tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến là vtvhyundai.vn, hoặc là quý vị các bạn cũng có thể mua sắm một phần mềm được tải về bên trong thiết bị điện thoại di động hoặc là máy tính bảng, dù bất kỳ tỉnh thành nào, giao hàng miễn phí tận nơi.
Thưa quý vị, như vậy là thời gian mua sắm của chúng ta đúng là không còn nhiều nữa rồi, phải không ạ? Quý vị còn chần chờ gì nữa, sở hữu ngay nào máy làm mát không khí xuất xứ Thái Lan của thương hiệu Gosen, giúp xua tan đi không khí nóng bức và khó chịu, hạ nhiệt độ phòng xuống từ 6 đến 10 độ C luôn, từ đó tạo ra làn gió mát lạnh và đều, giúp điều hòa không khí khắp căn phòng quý vị nhé, một cách thật là nhanh chóng nữa, an toàn với trẻ em cùng với giá thành hợp lý cho quý vị, công nghệ mới cho không gian sống hiện đại. Máy làm mát không khí xuất xứ Thái Lan của thương hiệu Gosen tạo ion âm có tác dụng như những thỏi nam châm, hút khói bụi, nấm mốc, vi khuẩn, giúp giảm thiểu mầm bệnh, bảo vệ sức khỏe người già và trẻ nhỏ, tăng cường độ ẩm và hạn chế khô da. Xuất xứ từ Thái Lan đến từ thương hiệu Gosen với chiếc máy làm mát không khí này cùng với dung tích bình nước lên đến là 5 lít quý vị nha, kéo dài thời gian sử dụng cho quý vị nè, tản gió đều khắp 4 hướng trong căn phòng của nhà mình luôn, cùng với bảng điều khiển hiển thị thông tin chi tiết bằng tiếng Việt, kiểm soát các chức năng thông gió, các chức năng gió thật là dễ dàng quý vị nha, remote điều khiển từ xa rất là tiện dụng nữa chứ, cả bánh xe mình dễ dàng di chuyển ở khắp nơi từ phòng này sang phòng khác luôn, bảo hành motor 5 năm, bảo hành thiết bị 2 năm chính hãng. Hè sảng khoái quà Meli, mức giá ưu đãi cho quý vị chỉ là 2.990.000 đồng mà thôi, và đây chính là bộ quà tặng hấp dẫn, một bếp ga đôi hồng ngoại thêm 2 viên đá gel làm lạnh quý vị ạ. Ngoài ra còn được nhận tặng thêm 12 viên tẩy và khử mùi toilet nữa quý vị nha. Và quý vị cũng đừng quên là chúng ta sẽ còn có thêm quà tặng chất lượng ngay bây giờ. Bếp ga đôi hồng ngoại chính hãng Gosen, thiết kế nguyên khối chắc chắn, sử dụng công nghệ đánh lửa Manetpon hiện đại. Mặt bếp lớn bằng kính cường lực với độ dày là 70mm quý vị nha. Có đầu đốt hồng ngoại bằng ceramic cao cấp nữa, rất tiết kiệm về lượng ga khi chúng ta nấu ăn hàng ngày, bảo hành 12 tháng. Bếp ga đôi hồng ngoại Gosen là quà tặng đi kèm, không ngọn lửa dư thừa, không có khói đen nồi, không sợ gió nước làm tắt bếp, không mùi ga độc hại, tiết kiệm nhiên liệu và an toàn khi sử dụng. Hãy nhanh tay sở hữu quý vị nha. Thưa quý vị, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa đâu, không còn đến 3 phút nữa thôi là chương trình này đã khép lại rồi. Quý vị đang cảm thấy nóng lực, khó chịu, mình muốn có một bầu không khí mát mẻ hơn, trong lành hơn và thoải mái hơn, không làm khô đi làn da của mọi thành viên trong đình của mình, thì chúng ta đừng bỏ qua cơ hội mua sắm tiết kiệm với chiếc máy làm mát không khí xuất xứ Thái Lan quý vị nha. Đến từ một thương hiệu quen thuộc là thương hiệu Gosen, cùng với là dung tích của bình chứa lên đến là 5 lít nè, mình cho quà tặng là 2 viên đá gel làm lạnh vào, điều khiển từ xa bằng remote bằng tiếng Việt nữa. Rồi bây giờ hãy hưởng thụ một không khí thật là mát mẻ là quý vị, dễ chịu mà lại còn trong lành nữa, hạn chế đi cái mùi nấm mốc nè, rồi cái mùi thức ăn, mùi thuốc lá và cả những cái loại vi khuẩn trong không khí lơ lửng đó quý vị nha. Nhờ vào những ion âm nó sẽ hút chặt lại những cái loại vi khuẩn bụi bẩn này rơi xuống bên dưới luôn. Còn bây giờ thì sao, quý vị đừng chần chừ nữa nào, mua sắm ngay bây giờ, mình sẽ có ngay mức giá rất là ưu đãi và chỉ áp dụng trong đúng chương trình này mà thôi. Một chiếc máy làm mát không khí có thể dễ dàng di chuyển rất là linh động luôn, từ không gian này đến không gian khác nè, mà lại còn tiết kiệm nữa, bảo hành chính hãng cho quý vị 2 năm trên toàn quốc luôn nha, với mức giá chỉ là 3.290.000 đồng. Có ngay chiếc máy làm mát không khí xuất xứ Thái Lan của thương hiệu Gosen, giúp cho mình thật sự thư giãn khi chúng ta trở về nhà của mình. Và ngoài ra sẽ còn có thêm quà tặng, nhưng mà quà tặng thì chỉ áp dụng trong đúng chương trình này với khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại thôi đó quý vị. Với những khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại để có thêm quà tặng, hãy nhanh tay đặt hàng quý vị và các bạn nha. Tặng kèm cho quý vị một chiếc bếp ga đôi hồng ngoại cùng đến từ thương hiệu Gosen. Quà tặng cũng được bảo hành trong vòng 12 tháng. Hệ thống đánh lửa Manetto, đầu đốt bằng gốm ceramic và đặc biệt là mặt bếp cường lực dày 70mm, dễ dàng nấu ăn, dễ dàng vệ sinh, tiết kiệm được nhiên liệu và hạn chế đen đi đáy nồi chảo, thực hiện rất là nhiều món ăn khác nhau, và từ đó trong lúc nấu ăn cảm thấy là nóng nực khó chịu thì hãy mở ngay máy làm mát không khí đến từ thương hiệu từ Gosen xuất xứ Thái Lan quý vị nha, 3.290.000 đồng. Hãy nhanh tay đặt hàng để chúng tôi có thể giao hàng tận nơi. Còn nói đến đây thì thời gian phát sóng chương trình xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những lần mua sắm tiếp theo trên kênh mua sắm VTV Hiện Đại Home Shopping. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhiendai.vn.